lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn và quý Phật tử đồng tu, hôm nay là ngày rằm tháng 2 năm Nhâm Dần 2022. Cộng đồng Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Và hôm nay đó cũng là ngày tiếp nối của Thầy, lần thứ 53 theo lịch Tây và 54 theo lịch ta. Vì để tiện lợi đó thì Thầy ăn ké vào đại lễ tưởng niệm Đức Phật. Nhân dịp này đó, Thầy ngỏ lời tán dương tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh, tăng đoàn Chùa Tượng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tăng đoàn Chùa Quan Âm Hải, tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều nỗ lực đáng được khích lệ trong việc học Phật, tu Phật và làm các Phật sự. Thì trong bốn tỉnh vừa nêu đó thì tăng đồ Chùa Giác Ngộ là đóng góp nhiều Phật sự nhất, với nhiều thành quả nhất, gắn kết với chủ trương phụng sự nhân sinh, tốt đời đạp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương chung. Về cộng đồng Phật tử, cho đến thời điểm năm 2022 này đó, Thầy đã trực tiếp truyền trao giới pháp để quý thiện nam tín nữ chính thức làm đệ tử Phật khoảng 100.000 người. Nhưng mà do vì không gian có giới hạn, các sự kiện kỷ niệm cuộc đời của Đức Phật, các vị Bồ Tát, các lễ hội văn hóa, các sự kiện lớn, chúng ta không thể quy tụ cùng một lúc. Về các đóng góp Phật sự đó, thì ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay suốt 10 năm qua, bắt đầu từ đầu năm 2013, nỗ lực hết mình với nhiều đóng góp to lớn. Theo đó đó, đã biến các tiềm năng và ước mơ Phật sự của Thầy đó thành hiện thực, nhằm phụng sự nhân sinh nhiều hơn nữa theo tinh thần nhập thế mà Đức Phật đã dạy, cũng như Giáo hội Phật giáo đã chủ trương. Xin hãy dâng cao tràng vỗ tay thật lớn để tán dương ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay. Cộng đồng và Phật tử của Thầy, những người trực tiếp tiếp nhận ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức, cũng như cộng đồng Phật tử ở trong nước và nước ngoài, quý mến Thầy, quý mến tăng đoàn Chùa Giác Ngộ và các tăng đoàn ở các chùa chi nhánh, và tâm huyết với các Phật sự do Thầy chủ trương, đóng góp với các vai trò là nhà hảo tâm,
là phụng sự viên. Nếu không có sự góp sức, tịnh lực, tịnh tài, chất xám và thời gian của quý vị dưới sự triển khai của Ba La Đầu Quy Đạo Phật ngày nay, chắc chắn là các Phật sự đóng góp cho nhân sinh đó của chùa Giác Ngộ và các chùa chi nhánh không thể thành tựu mỹ mãn. Dành một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương chung. Trước khi chúng ta ôn lại những giờ phút cuối cùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập vô dương Niết Bàn tại rừng Ta La Sông Thọ ở Kushinaga, thì nhân dịp này đó thầy chia sẻ hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất về bài học đối với sự ra đi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ba tháng trước khi mùa an cư kiết hạ năm cuối đời được diễn ra, Đức Phật Thích Ca đã công bố với đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài rằng lễ an cư kiết hạ 90 ngày cuối cùng, Đức Phật sẽ có mặt tại chùa Khỉ Vesali và địa điểm được Đức Phật chọn nhập vô dư Niết Bàn là Kushinaga. Thông tin tuyên bố này đó là một tiếng sét mà tăng đoàn, ni đoàn, cộng đồng Phật tử lúc bấy giờ đó khó có thể chấp nhận được. Lúc đó đó Đức Phật đã tròn 80 tuổi. So với tuổi thọ trung bình của công dân toàn cầu vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch nói chung, Ấn Độ cổ đại nói riêng, thì việc Đức Phật Thích Ca sống 80 tuổi đời đã vượt trội hơn người bình thường đó trung bình 25 năm. Thì đó là một tuổi thọ vô cùng ngoại lệ. Suốt 45 năm không ngừng nghỉ, Đức Phật Thích Ca đã chia sẻ chân lý cao quý, có khả năng khép lại các nỗi khổ niềm đau, hướng dẫn độ đạo đức thanh cao để giúp nhân cách con người trở nên mỹ mãn, hướng dẫn thực tập thiền định giúp con người làm chủ được cảm xúc và thái độ trong các biến cố cuộc đời. Nói theo ngôn ngữ Đức Phật đó, những gì cần dạy Đức Phật đã dạy, những gì cần truyền bá Đức Phật đã truyền bá. Nhờ đó người tinh tấn tu đúng phương pháp, từ người bình thường trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân A-la-hán trở thành Bồ-Tát, và từ Bồ-Tát đang lần lượt trải qua 10 quả vị tâm linh để có thể trở thành Phật trong tương lai. Cho nên đó, việc Đức Phật tuyên bố Ngài nhập vô dư Niết Bàn đó là một tiếng chuông cảnh tỉnh sự tinh tấn tu học và phụng sự nhân sinh của các đệ tử của Ngài. Bởi vì đó,
nếu Đức Phật kéo dài tuổi thọ hơn nữa, các đệ tử chưa giác ngộ quả thánh sẽ có thể ỷ lại rằng là chúng tôi còn may mắn diện kiến Đức Phật mỗi ngày, nghe chánh pháp Phật giảng mỗi ngày, và do đó đó chắc chắn rằng sẽ đạt được các thành quả cao. Như vậy sự ỷ lại đó sẽ có thể diễn ra. Cho nên đó, trong vòng 6 tháng cuối đời đó, việc Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn đã giúp cho tăng đoàn, ni đoàn và cộng đồng Phật tử lên như có tinh thần về sự học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Cho nên là trong suốt thời gian đó đó, nhiều vị chứng thánh quả hơn. Và là Phật tử đó thì nhiều vị trở thành người thực tập thuần thành hơn, trở nên hữu ích và có giá trị hơn. Cho nên ở góc độ này đó, các bậc làm cha mẹ ông bà và thấy rõ khi tuổi đời của mình ngày càng lớn đó, thì cơ hội và quỹ thời gian tồn tại trên cõi đời này sẽ rút ngắn rằng. Do đó nên học theo Đức Phật, truyền trao cơ hội kế thừa cho con cháu, có lý tưởng sống, có mục đích sống. Theo đó đó, con cháu đó sẽ trưởng thành, trở thành người lãnh đạo thành công trên nền tảng kế thừa và phát huy gia tài mà cha mẹ ông bà đã thương tưởng để lại. Cũng ở góc độ này đó, chúng ta nên học hỏi Đức Phật đó, ngoài việc sắp xếp căn phân đâu đó cho người kế thừa, thì kinh nghiệm và những lời tâm huyết cần phải được truyền trao, nói theo ngôn ngữ thiền tông á, là tâm ấn tâm giữa thế hệ đi trước và thế hệ kế thừa. Thì người tại gia đó sẽ không cảm thấy vô vọng khi con cháu của mình đó không chỉ kế thừa đơn thuần về phương diện pháp lý mà phải là người kế thừa xứng đáng, tức là một mặt giữ gìn các di sản và những đóng góp cao quý, mặt khác phải có những đóng góp riêng để làm vinh hiển truyền thống gia đình. Cho nên là đừng có ý lại rằng là tôi có gen di truyền tốt bởi cha mẹ ông bà, tôi sẽ sống thọ 70 năm, 80 năm, 90 năm, 100 năm. Vì sự vô thường có thể cướp đi mạng sống của con người, bao gồm chúng ta, bất cứ lúc nào và bất kỳ ở đâu. Cho nên đó, cần phải có những chuẩn bị thật chu đáo. Luôn từ đây đó, thầy giới thiệu ngắn về ý nghĩa của hai loại niết bàn. Niết bàn thứ nhất đó, là hữu dư y, tức là niết bàn khi còn cơ thể sống này, gọi nôm na là niết bàn khi còn sống. Đây không phải là cảnh giới cực lạc, cõi Phật an vui, mà là trạng thái tâm. Trong đó đó, toàn bộ các nguyên nhân gây tạo nỗi khổ niềm đau như tâm tham ái, tâm sân hận, tâm si mê, tâm cố chấp và các dây mơ rễ má của chúng đó đã được nhổ sạch tận gốc rễ.
Nên trạng thái an lạc đó là phi điều kiện, không bị tạo tác hình thành, cho nên không bị luật vô thường chi phối. Cũng giống như trạng thái khi chúng ta đã tinh luyện thành vàng nguyên chất như trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đưa ảnh dụ con sư tử vàng, đầu vàng, mỏ vàng, thân vàng, chân vàng, đuôi vàng, phủ tạng vàng, và các chất phóng thải từ sư tử ra cũng là vàng, không thể trở lại tạp chất như trước đây. Do đó nỗ lực học theo con đường chánh đạo mà Đức Phật đã dạy trên nền tảng hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiền định đó, người tu học chúng ta bao gồm xuất gia và tại gia có cơ hội trải nghiệm niết bàn hữu dư y 10%, 20%, 30%, vân vân. Do đó nương theo tinh thần này đó, thì mỗi người phải nỗ lực trải nghiệm được sự an lạc hạnh phúc giữa đời thường trong công việc chúng ta làm, ở nơi chúng ta đang có mặt, bất cứ lúc nào và ở đâu. Chứ đừng có nghĩ rằng là chúng ta chỉ đạt được an lạc khi tham dự các khóa tu ở trong các chùa, rồi khi trở về lại gia đình, ở nơi chúng ta làm việc, trong sự giao tế với người thân và tha nhân, sự an lạc đó không có mặt. Như vậy không nên mặc cảm tự ti khi mình còn là phàm phu, mà hãy nỗ lực tu tập để đạt được ít nhất là vài phần, vài chục phần của niết bàn mà Đức Phật đã đạt được khi Ngài còn tại thế, và các bậc Bồ Tát, Thánh A-la-hán cũng đạt được giá trị an lạc tương tự. Niết bàn vô dư y là thuật ngữ chỉ cho trạng thái an lạc sau khi bậc giác ngộ lìa khỏi đời. Vô là không còn, dư y đó là còn sót lại, được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một là còn thân thể, nghĩa thứ hai là còn nền tảng của sự tái sinh. Mà tái sinh theo Đức Phật đó, đối với người phàm là do nghiệp tham ái chi phối. Do đó về bản chất của bậc giác ngộ sau khi qua đời đó, kinh điển Pali của Phật giáo Nguyên Thủy mô tả đơn giản như ảnh dụ của củi hết lửa tắt. Củi là một trong các loại nhiên liệu phổ biến, lửa là kết quả của nhiên liệu, ở đây là gỗ. Củi tượng trưng cho nghiệp tham ái, mà khi nghiệp tham ái còn á, thì lửa tái sinh tiếp tục diễn ra trong ba cõi và sáu đường, nghĩa là chúng ta sẽ có mặt ở trong luân hồi. Các bậc đã giác ngộ được kinh điển Đại Thừa mô tả, trạng thái sau khi qua đời của các ngài đó cũng giống như mặt trời, vốn chưa từng có sự mọc, do vậy chưa từng có sự lặn. Đứng từ không gian và góc quang học trên quả địa cầu này, ở nơi chúng ta đang có mặt, mỗi sáng hướng về phía đông á, chúng ta thấy mặt trời ló dạng
vào buổi bình minh, chiều thì khuất dạng vào buổi hoàng hôn. Chúng ta gọi nôm na đó là hiện tượng mọc và lặn của mặt trời. Khi có kiến thức về vật lý học và vũ trụ, chúng ta biết rất rõ mặt trời xoay theo quỹ đạo của riêng mình và tác động sự quay cũng như là sự sống của các hành tinh và định tinh, trong đó có trái đất của chúng ta. Như vậy, khi kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả rằng đó, sau khi chết, bậc giác ngộ như mặt trời chưa từng có mọc, do vậy chưa được có lặn, nên được hiểu là Đức Phật và các bậc giác ngộ giải thoát sẽ không mất đi vĩnh viễn như các vật vô tri vô giác. Và phải hiểu rằng đó, việc tái sinh của các ngài lệ thuộc vào hạnh nguyện từ bi để có mặt ở các quả địa cầu. Theo đó đó, các ngài có cơ hội truyền trao chân lý miễn phí, hướng dẫn thiền định và đạo đức để giúp cho con người sống an vui. Dầu là giải thích theo Phật giáo Nguyên Thủy trong Sutta Nibbata, đó là kinh Đập, hay là kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa, thì Niết Bàn vô dư y đều là trạng thái của bậc giác ngộ sau khi qua đời. Thì ngày hôm nay khi chúng ta làm lễ tưởng niệm Đức Phật Thích Ca đó, thì mình cùng ôm lại hai ý nghĩa Niết Bàn vừa nêu, để không còn thắc mắc rằng là sau khi chết, thân thể của Đức Phật trở về cát bụi, còn tâm thức của ngài sẽ đi đâu. Thầy đã từng đưa ví dụ rằng đó, cũng cùng có mặt ở những nước khổ đau và lạc hậu, chẳng hạn như là Somali hay là Haiti ở châu Phi. Những người làm công tác nhân đạo và giáo dục có mặt tại đây bởi sự phát nguyện của lòng từ bi. Cư dân sinh ra và lớn lên tại hai đất nước này đến nay đó vẫn còn có người chết đói, chết khát. Thì rõ ràng đó, họ đang sống theo cái sự cuồng quay của bộ máy nghiệp, cho nên đó, hầu như là họ không có sự lựa chọn khác. Thế cùng ở một nơi, nhưng mà tâm trạng, hoàn cảnh sống của người đến để phụng sự và người được sinh ra và lớn lên tại những chỗ đó là hoàn toàn khác nhau. Cho nên hiểu được nội dung này đó, thì tăng đoàn, ni đoàn, các Phật tử thông qua quá trình tu luyện của mình, dù sau khi chết chúng ta vẫn tiếp tục tái sinh, nhưng sự có mặt của chúng ta đó sẽ chắc chắn là khác với những người không có tu học và tiến bộ về đạo đức cũng như là trí tuệ. Thì nhận thức đó, đó giúp cho chúng ta cam kết phấn đấu tinh tấn nhiều hơn ở kiếp này trong việc học Phật, tu Phật và làm các Phật sự. Về phần thứ hai, gắn kết với sự quý trọng của tăng đoàn, ni đoàn và cộng đồng Phật tử dành cho thầy nhân kỷ niệm sinh nhật rằm tháng 2 của thầy, cho thầy có một vài suy nghĩ chia sẻ sau đây.
Chúng ta vừa lắng nghe bốn ban đạo ca, các lời ca tiếng hát để tán dương Đức Phật nhân sự kiện nhập Niết Bàn của Ngài. Bài ca của các cháu mầm non thiếu nhi trong khóa tu Búp Sen Từ Bi xác định rõ ba lợi ích của việc tham gia khóa tu học này. Thứ nhất, ở nhà đó thì trở thành con hiếu thảo, được cha mẹ thương. Ở trường á thì trở thành học trò giỏi, học trò ngoan, được thầy cô giáo yêu mến. Đến chùa sinh hoạt khóa Búp Sen đó thì được các thầy, các sư cô tại các chùa và các thầy cô giáo Phật tử đó nâng đỡ rất nhiều. Một mặt á, học kỹ năng sống, mặt khác á, tạo ra thói quen sống tích cực. Cho nên đó, từ đây trở về sau, bất cứ các lễ nào của chùa tổ chức đó, đều có các cháu tham gia dâng một bài ca. Tháng 4 năm 2021 ấy, thì thầy đã sáng tác được khoảng 160 bài nhạc thiếu nhi. Và cũng rất là khó khi phải hóa thân làm trẻ em để tạo các cái giai điệu vui nhộn, tươi trẻ. Và điều đó là cực kỳ khó đối với thầy. Bây giờ ở tuổi 50 hoài rồi, phải trải nghiệm lại cái cảm xúc của thời thơ ấu. Và bằng cách này đó, như các bậc cha mẹ và ông bà Phật tử cho con cháu đến chùa sinh hoạt khóa Búp Sen đó, thấy rất rõ là các cháu ngoan hơn, giỏi hơn, siêng năng hơn, học tốt hơn, kính trên giường dưới hơn, ít bị nghiện ngập, và chắc chắn là các cháu sẽ có một tương lai rất là tươi sáng. Hai ban đạo ca trẻ gồm có ban đạo ca Diệu Âm và ban đạo ca Hòa Âm đã mời gọi sự tham gia của các sinh viên, các học sinh và các bạn trẻ vừa tốt nghiệp cử nhân đóng góp sự nhiệt huyết của mình như các anh chị phụng sự viên của chùa Giác Ngộ, để một mặt á, tham dự khóa tu tuổi trẻ hướng Phật vào chiều Chủ Nhật, mà khác đó, đóng góp bằng thời gian và tâm huyết của mình. Ngoài trừ một số trường hợp ngoại lệ sinh ra và lớn lên trong các gia đình giàu có, các cháu thanh thiếu niên đó phần lớn không có tiền. Nói tiền học cũng đã là một vấn nạn lớn, tiền thuê nhà ở các thành phố lại càng khó khăn hơn. Các cháu thanh thiếu niên đến chùa học Phật đó là một diễm phúc, vừa có bạn bè mới, vừa học được những điều hay, gần gũi được tăng ni đoàn, thì sau này đó cuộc đời của các cháu đó luôn luôn có Đức Phật đồng hành, chân lý sáng soi. Cho nên làm các bậc cha mẹ đó, quý vị nên dẫn dắt con em thanh thiếu niên của mình đó đến chùa tu học Phật. Ví dụ là các cháu sẽ rất khó lắng nghe, nhưng bằng sự kiên trì đó, quý vị sẽ thành công. Và sau này các cháu sẽ biết ơn quý vị trọn cả một kiếp người, vì đã đặt các cháu vào quỹ đạo chân chính. Ban đầu ca lớn đó thì gồm và các anh chị em trung niên và một thiểu số là lão niên, và là ban có nhiều bài ca phục vụ ở chùa của mình nhất, bởi vì đây là cái ban đầu tiên được hình thành.
và thời gian của các vị cũng nhiều hơn ba ba còn lại. Cho nên đó, ngoài phục vụ cho khóa tu chủ nhật rồi những ngày lễ, thì ban đầu ca lớn, tức là ban đầu ca Phật âm, còn phụng sự vào những ngày lễ cưới, mà mỗi năm trung bình đó là 25 cho đến 35 lễ cưới, góp phần tạo ra các sinh hoạt rất là tươi trẻ cho cộng đồng thanh niên và trung niên. Thế như vậy, mọi nhóm lứa tuổi khi có mặt tham gia đóng góp cho các Phật sự của chùa đó, sẽ làm cho sinh hoạt của chùa trở nên đa dạng. Nó giống như là buffet chay, có nhiều món. Có người đó thì thích tụng kinh, ngồi thiền, lạy Phật, niệm Phật, gắn kết đời sống tinh thần ở trên điện Phật. Nhưng cũng có những người bên cạnh việc tu như trên đó, thì tham gia lãnh đạo để dấn thân vào các hoạt động an sinh xã hội. Và đây là con đường huyết mạch của Phật giáo. Phật giáo muốn tồn tại, muốn phát triển, muốn hưng hiển, thì Phật giáo không thể bỏ qua sự phụng sự nhân sinh. Đây là điều Đức Phật đã tiên quyết ở trong 10 pháp ba la mật của Phật giáo Nguyên Thủy, mà bố thí đó là yếu tố kiên quyết đi đầu, và cũng là một trong 6 pháp tu ba la mật của Phật giáo Đại Thừa. Bố thí cũng là yếu tố đi đầu. Cho nên ở vai trò này đó, thì ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay, nhất là phó chủ tịch thường trực và các phó chủ tịch của ban cùng với giám đốc điều hành, đã làm việc ngày và đêm. Thì ban lãnh đạo là gần gũi với thầy và tăng đoàn nhất, cho nên là tăng đoàn chứng kiến sự có mặt của họ, làm việc của họ, dấn thân phụng sự của họ, không chỉ là thời gian công sức tâm huyết, mà cả luôn cả nguồn tịnh tài. Nhưng rất tiếc đó, ngày nay đó vẫn còn đó một vài ngộ nhận rất đáng để tập. Thì nhân đây thầy mở một hoạt nhỏ nói thêm về lịch sử. Vào thế kỷ thứ 5, khi tổ sư Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa để hành đạo đó, thì vua Lương Võ Đế rất tôn kính và đến kính lễ. Ông rất là thật tâm kể lại một cách vắn tắt những đóng góp to lớn mà với vai trò là vua ông đã dâng hiến cho đạo Phật, bao gồm xây dựng trùng tu nhiều ngôi chùa, thanh lọc tăng đoàn, tu học trang nghiêm và thanh tịnh, mở kho vua, giúp cho nhiều người dân đó vượt qua cơn khốn khó, giúp vốn cho những người có tiềm năng. Vậy việc làm nêu trên đó đạt được những công đức gì? Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã trả lời, đó chỉ là phước báo hữu lậu, chẳng có công đức. Vua Lương Võ Đế hỏi, vậy làm gì để đạt được các công đức như ngài nêu? Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời, trí phải được chiếu soi, thể phải được vắng lặng, thì công đức tự hiển bày.
câu chuyện đối thoại giữa Tổ Bồ Đề Đạt Ma và vua Lương Bộ Đế đã trở thành một huyền thoại trong nhà thiền. Nhưng mà nếu áp dụng câu chuyện này đó vào trong đời sống thực tiễn đó, thì Phật giáo sẽ không thể nào phát triển được. Thì thầy có ba nhận xét để mong quý vị hiểu rõ và đừng ngộ nhận và làm theo câu chuyện nêu trên. Và dĩ nhiên là không phải là thiếu sự tôn kính đối với Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Thứ nhất đó, Đức Phật Thích Ca rất đề cao tâm từ bi, và đây là yếu tố độ sinh không thể thiếu. Không có tâm từ bi đó, thì chúng ta không dấn thân vượt qua các lao khó mệt nhọc để phụng sự nhân sinh tốt đẹp đẹp đạo. Biểu đạt cụ thể và thiết thực của tâm từ bi là hoạt động bố thí và cúng dường, tức là các loại hình an sinh xã hội mà cụ thể Quỹ Đà Phật ngày nay gánh vác vai trò trọng yếu này để giúp cho tăng đoàn làm đạo thành công hơn. Thì như thầy đã nói hồi nãy đó, Phật giáo nguyên thủy thì có thuyết 13 la mật, Phật giáo đại thừa thì có thuyết 63 la mật, cả hai đó đều giống nhau ở chỗ bố thí đi đạo. Lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư ghi rõ: ai đói cho ăn, ai khát cho uống, ai bệnh thì điều trị, sau đó mới ban tặng chánh pháp nhiệm màu giúp họ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Tuệ giác của các Đức Phật là bằng nhau. Đức Phật Dược Sư biểu tượng của Phật Thầy Thuốc, rất sâu sắc, rất thực tiễn. Khi nhân loại đang chìm trong khổ đau với nhiều các hình thái bất hạnh, việc chúng ta giảng trực tiếp chân lý chưa chắc họ đã đón nhận đâu. Cái điều mà họ đang cần quan tâm lúc này là cơm áo gạo tiền, và các hoạt động đó đó được thể hiện qua chính sách an sinh xã hội. Cho nên thầy và tăng đoàn cùng với ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay suốt 10 năm qua làm việc không mệt mỏi. Và nếu quý vị để ý, khi có cơ hội đồng hành cùng tham gia đó, thì quý vị sẽ thấy đến đâu cũng đều có pháp thoại. Như vậy việc an sinh xã hội là một nhịp cầu, chân lý Phật là một loại thực phẩm cao hơn, và cần phải ban tặng cùng một lúc, thì những người đó đang trong những cái tình huống do thiên tai, do bất hạnh, do tai nạn, do bệnh tật, do nghèo khổ, có cơ hội nhận luôn cả hai. Thứ nhất là quà vật chất, thứ hai đó là quà chân lý. Thì khi mà chúng ta làm song song cả hai phương diện này qua an sinh xã hội, cho nên đã có tâm từ bi đó, thì chúng ta mang lại cái giá trị kết quả mà Đức Phật gọi đó là thí vô úy, ban niềm vui không sợ hãi, không sợ về đối khác, không sợ về khổ đau. Bồ Tát Quan Thế Âm, biểu tượng từ bi của Phật giáo đại thừa đó, còn có một biệt hiệu là thí vô úy giả, người ban tặng niềm vui không sợ hãi. Nếu mà học Phật học mà chúng ta không để ý, chỉ có nhấn mạnh đến phân loại bố thí gồm có ba: bố thí vật chất, bố thí chân lý và bố thí không sợ hãi, thì chúng ta không thấy cái mối liên hệ. Mà khi chúng ta thực hiện hai loại bố thí đầu thì sẽ dẫn đến cái hệ quả kéo theo an lành đó là không sợ hãi. Điều thứ hai, khi Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma trả lời
Phật pháp cho một vị vua đại diện cho giới cư sĩ, mà nói đến trí tuệ cao siêu, thể tánh vắng lặng á, là nói không đúng người. Bản thân và chức năng của nhà vua là quản trị đất nước, bảo vệ chủ quyền quê hương tổ quốc và giúp cho đất nước đó, theo đó mọi thành phần đều được phát triển, cơm no áo ấm, giàu sang vật chất, tiến bộ giáo dục, ổn định xã hội, không có người vi phạm luật pháp, để sống một đời sống hạnh phúc tương đối. Nếu câu trả lời của Tổ Bồ Đề Ma dành cho một nhà sư hay là một vị ni nào đó thì còn có thể thấy thích hợp, nhưng mà trả lời cho một vị vua thì hoàn toàn không thích hợp. So với Đức Phật Thích Ca, Đức Phật thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ Phật pháp từ các nhà vua, cho nên trong đời của Ngài, Ngài đã độ được 8 trên 16 vị vua thuộc nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Chưa bao giờ ở trong kinh nào, dù là kinh Đạo Bali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa, Đức Phật nói đây là phước hữu lậu, đây là phước tiếp tục tái sinh, không bao giờ có. Phước là phước, mà phước mang giá trị, và nhờ cái mang giá trị phước đến cho những người kém may mắn hơn, chúng ta mới dẫn dắt họ về với chánh đạo dễ dàng hơn. Chính vì cách hành đạo của Tổ và Đề Đạt Ma như nêu trên, Ngài đã thất vọng, 9 năm xoay mặt vào vách tường ở chùa Thiếu Lâm, núi Tung Sơn. Vì Ngài nghĩ rằng đất nước Trung Hoa to lớn này không có người đủ căn cơ để tiếp nhận chân lý cao siêu của Ngài. Vì nói với vị vua mà nói chân lý cao siêu là vô ích. Vua đâu cần giác ngộ giải thoát, vua chỉ cần trở thành một minh quân có lệ cho đất nước, mang hòa bình thịnh vượng cho đất nước và mang hòa bình thịnh vượng cho thế giới. Cho nên nó phải bắt chước Đức Phật Thích Ca. Đức Phật dạy gì? 10 đức tính của vị vua, cách thức phát triển đất nước, cách thức làm cho hận thù ở trong những cuộc nội chiến được tháo mở, để một người sống hạnh phúc trong sự hài hòa, bình an. Thì cái phong cách hành đạo của Phật Thích Ca vượt lên trên phong cách làm đạo của các bậc tổ sư. Điều thứ ba là những người tu học Phật đó, chúng ta phải bắt đầu đi từ bước căn bản, từ thấp đến cao. Tu phước là sự bắt đầu, tu đạo đức phải được tiến hành song song, tu thiền định để làm chủ chính mình trong mọi hoàn cảnh, nhất là cảnh nghịch, bắt giữ ý, tu trí tuệ để xa lánh và vượt qua được tất cả các thể mê tín dị đoan, sợ hãi, bất an. Đó là 4 nội dung tu quan trọng của người tại gia. Cho nên khi vào chùa tu học Phật, chúng ta phải đọc từ những bài kinh Đức Phật dành cho người tại gia, như quyển kinh Phật cho người tại gia gồm có 63 bài, được thầy phiên dịch và xuất bản năm 2013, gọi là quyển kinh Phật cho loại kinh tụng hàng ngày, được thầy biên tập vào năm 1994, ấn bản đầu tiên. Mới vào Phật pháp tu chưa được bao nhiêu mà đọc những quyển sách mang tính bất dị, phá chấp, không khéo với vị rơi vào phá pháp, tức là đã phá hết tất cả các việc thiện, vì phước báo, vì công đức, rơi vào việc chấp quan không. Khi được hỏi giá trị cốt lõi của chân lý Phật đó, Đức Phật đã tóm tắt trong 4 câu,
và được ghi lại ở trong kinh Pháp Cú bài kệ 183. Không làm các điều ác, siêng hành các việc thiện, giữ tâm ý sạch trong là cốt lõi Phật dạy. Các tổ sư thiền của Trung Hoa bắt đầu từ tổ Bồ Đề Đạt Ma đó thì có khuynh hướng đã phá, mặc dù là đi theo hướng phá chấp về chủ nghĩa nhị nguyên và không khích lệ các hình thức làm phước dấn thân phụng sự, cho rằng đó là phan duyên. Nếu so sánh và đối chiếu với lời Phật dạy trong Pháp Cú 183 điều trên đó, thì Đức Phật dạy rất nền tảng những gì luật pháp nghiêm cấm chúng ta không làm, cũng như có những nghề, những hành động luật pháp cho phép, nhưng luật đạo đức và sự lương tri của chúng ta không cho phép đó, thì chúng ta cũng không nên làm. Ví dụ như là nghề cờ bạc, việc uống rượu, rồi nghề lầu xanh, nghề đồ tể, nghề buôn bán vũ khí, nghề bào chế độc dược. Luật pháp trên thế giới này bao gồm Việt Nam cho phép, nhưng mà luật Phật vẫn khích lệ chúng ta không nên làm. Vì lệ bất cập hại, các hậu quả xấu mà các nghề này mang lại rất là lớn. Cho đó là một cái nền tảng đạo đức rất quan trọng. Bây giờ mình đó sợ cho rằng là làm như thế là phước hữu lậu, còn sanh tử, cho nên mình không làm. Chúng ta bỏ rất nhiều cơ hội để trở thành người tốt, và từ người tốt trở thành tốt hơn. Sư làm các việc thiện, đó là lời khuyên chân thành của Đức Phật để đưa từ bi qua các hành động bố thí, cúng dường, phụng sự nhân sinh mà thầy đã nói hồi nãy đó. Cũng như là hàng ngàn bài giảng thầy đều nhấn mạnh, tăng ni Phật tử không làm việc này đó thì Phật giáo sẽ bị tàn vong, dân số Phật tử sẽ bị tụt giảm theo năm tháng. Bởi vì người đời người ta trông đợi vào cái gì? Đó là những giá trị thiết thực. Nếu các tăng ni và Phật tử suốt ngày chỉ ở trong chùa lại Phật, tụng kinh, niệm Phật, cầu nguyện mà không dấn thân phục sự cho cuộc đời, cho con người trong lúc họ khổ đau, thì ai tin tưởng vào Đức Phật, vào chân lý Phật? Nó nói đây là một tôn giáo lý thuyết, không có tính thực tiễn. Đang khi một trong sáu giá trị chân lý của Đức Phật là gì? Thiết thực hiện tại. Cái thiết thực đó không tự nhiên có, phải do người tu học Phật nương theo lời Phật dạy đưa vào trong cuộc đời thì con người mới có cơ hội để tiếp nhận được. Cho nên những vị nào không chịu làm phúc, hoặc bản thân mình không có phúc, hoặc bao gồm cả hai, thì nên tùy hỷ công đức và tán dương công đức theo lời Đức Phật dạy đối với các tăng ni và Phật tử dấn thân phụng sự nhân sinh qua học thuyết từ bi và bố thí được Đức Phật dạy trong tất cả các trường phái Phật giáo. Luôn tiện thầy cũng nói thêm đó là nhiều Phật tử và một số tăng ni chấp vào bài kệ kiến giải của Lục Tổ Huệ Năng thế kỷ thứ 6 Tây lịch. Thân không phải là cây bồ đề, tâm không phải là đài gương sáng, xưa nay chưa từng dính một, chưa từng có một Phật, lấy đâu bị dính bụi trần ai. Nghe triết lý có vẻ rất cao siêu, nhưng đưa vào thực tiễn thì không xài ở đâu được. Cái đó chỉ áp dụng cho phá chấp thì được. Giờ sau khi chúng ta đã đạt được các thành quả, bỏ ác, làm thiện, dấn thân phụng sự, nhưng mà còn chấp vào thành quả, kể công cho mình là có công lớn, có giá trị lớn,
rồi á, dướng vào cống cao ngã mạn, tự hào, tự đại, tự đắc, tạo ra những cái khoảng cách tâm lý giữa mình và người, thì lúc đó chúng ta sử dụng các câu kệ phá chấp điều trên thì thích hợp. Ngoài trường hợp này ra đó, thì việc áp dụng câu kệ nêu trên đó sẽ dẫn đến tình trạng phá pháp, rất là nguy hiểm cho sự tiến triển của đạo Phật với sứ mệnh phụng sự nhân sinh. Trước khi bài kệ đó được viết ra thì Tổ Thần Tú, lúc đó là thượng tọa, lãnh đạo tăng đoàn hàng trăm người và cũng là đệ tử lớn của Ngũ Tổ Hoàng Mai, vốn là một người khiêm tốn, khi được yêu cầu trình kiến giải tu chứng đó, thì Tổ Thần Tú đó rất là do dự không muốn làm, nhưng mà thầy của mình yêu cầu quá thì ngài mới bắt đắc dĩ làm. Và cái bài kệ đó gồm có 4 câu như sau: thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn siêng năng lau chùi, không để dính trần ai. Rất nhiều người đã tán dương tinh thần của bài kệ do Tổ Huệ Năng nêu ra, còn thầy đó thì thấy nó bình thường. Không phải là thầy không tôn kính Tổ Huệ Năng, nhưng mà bởi vì đó, về phương pháp nghiên cứu đó, thì nội dung của Tổ Huệ Năng không có gì thoát ra khỏi nội dung vốn có của Tổ Thần Tú. Bên đây Tổ Thần Tú đi theo cấu trúc khẳng định, thì Tổ Huệ Năng thêm cái phủ định từ vô, giữ nguyên nội dung bên bên. Cái đó nó gọi là không có sáng tạo trong nghiên cứu học thuật. Bên đây là thân là cây bồ đề, thì Tổ Huệ Năng đối lại là thân không phải là cây bồ đề. Bên đây là tâm là đèn sáng, thì bên Tổ Huệ Năng đưa ra là tâm chẳng phải đài gương. Đó. Bên đây đó Tổ Thần Tú là hải siêu đang lau chùi, thì bên đây nói rằng là xưa nay chẳng có một Phật, nó đối lập lại thôi. Bên đây là không chỗ nào dính bụi trần, thì bên đây là lấy đâu dính bụi trần. Như vậy bất cứ ai cũng có thể làm được việc đó. Mình tới mình gặp người đang chủ trương phủ định, mình bỏ cái phủ định từ đi, mình trở thành là người chủ trương khẳng định, mình đối lập lại, mình trở thành cái khác thôi. Rất đơn giản, không cần phải suy nghĩ được. Cho nên trong quá trình lịch sử phát triển đạo Phật tại Trung Hoa đó, Tổ Huệ Năng và các đệ tử của ngài đó thì được ca ngợi dưới góc độ phá chấp thôi, chứ không có chỗ đứng ở trong dòng thiền chánh thống gắn liền với chính sách quốc gia của Trung Quốc. Còn Tổ Thần Tú và các đệ tử của ngài đó thì trở thành quốc sư, đóng góp cho triều đình Trung Quốc trong việc đó phát triển đất nước về mọi phương diện. Như vậy chúng ta thấy rất rõ về phương diện thực tiễn lịch sử đó, thì chủ trương của Tổ Thần Tú y hệt như là bài kệ 183 của Đức Phật Thích Ca trong kinh Pháp Cú. Đó là phải đi từng bước từ thấp đến cao trong tu tập hành trì. Nhà thầy cũng thường nhắc nhở các đệ tử xuất gia cũng như là các tăng ni có cơ hội học với thầy đó, ít nhất là 20 năm kể từ khi mình xuất gia, đừng bao giờ nói cái gì cao siêu, hãy nói những gì thiết thực nhất, cụ thể nhất mà mình có thể nhón chân vỗ tay và đạt được và làm được. Và cũng đừng nên vội vã đọc những quyển sách về triết lý tánh không, triết học vượt lên trên nhị nguyên, hay là những triết lý phá chấp như của Tổ Bồ Đề Đạt Ma hay là Tổ Huệ Năng, vì cái đó nó làm cho quý vị phá pháp. Phá chấp rồi thường được diễn ra như thế này, là khi chúng ta đã đạt được các thành quả đó rồi, bây giờ tháo cái tâm chấp mình vào thành quả đó thôi. Còn đang khi
ở những người mới tu thì chưa từng làm, lấy đâu có thành quả, mà chưa có thành quả thì lấy đâu mà gọi là phá chấp. Vì đặt ra tình huống đó là sai mục đích, dẫn đến nhiều hậu quả. Suốt một đời tu chẳng có một phước báo gì hết, chẳng có một giá trị đóng góp gì hết. Và điều đó nó làm cho đạo Phật đó bị lùi sụp, bị lãng quên, bị xoay lưng. Vì đạo Phật không có lợi ích cho cuộc đời theo cái hướng làm đạo nêu trên. Để hiểu cái sự phá chấp đó, thì thầy đưa cái ví dụ đơn giản. Khi quý vị xây một căn nhà hay một công trình nhiều tầng hay là một tầng, đầu tiên đó là nhà thầu đó phải xây dựng dàn giá, rồi phải làm cốt pha, đổ sàn bê tông, trung bình là 21 ngày đó là đông cứng, còn thêm với chất phụ gia đó thì 7 ngày đông cứng. Sau khi mà đông cứng an toàn rồi đó thì cái công việc của những người làm là gì? Tháo cốt pha ra, tháo dàn giá ra. Sau khi chúng ta là hoàn thành cái phần xây thô, phần xây hoàn thiện, có ai xây hoàn thiện xong rồi mà để dàn giáo không? Có, chỉ có những người bất bình thường thôi. Như vậy tháo dỡ cốt pha và dàn giáo được xem là phá chấp đối với việc xây một căn nhà vào một tầng hay là nhiều tầng. Còn bây giờ cái người nào đó chưa từng có tiền, nếu có tiền thì chưa từng có đất, nếu có đất thì chưa từng xây giấy phép, nếu có giấy phép thì chưa từng cắt nhà, nếu có cắt nhà đó thì là chưa kịp xây, cái đó là tôi phá chấp, tôi không cần nhà. Thì cái đó trở thành là gì? Phá tất cả và trở thành là quan không, tức là chấp vào cái không. Và đó là một sự tuột hậu về tu tập. Thì với ảnh dụ đó thì thầy tin rằng là quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Cho nên ai mới tu mà ngồi bàn tán cái chuyện cao siêu huyền diệu trên trời hay là ra ngoài không gian vũ trụ, người đó đó trở thành là nó khống, không khéo trở thành là nó khoét nữa, không có giá trị thực tiễn. Chúng ta phải nỗ lực là mỗi ngày tu mỗi ngày, gieo công đức mỗi ngày, tập điều thiện mỗi ngày. Mà đôi lúc còn chưa hoàn thiện được chính mình, mà bây giờ mình chưa đạt được cái gì hết mà cứ đòi phá chấp này, nói cao siêu đỏ, thì đó là điều á nên tránh. Cho nên đó, trong nhiều bài giảng thầy thường nói đó, nếu quý vị phải có một sự lựa chọn giữa lời dạy của Đức Phật Thích Ca và lời dạy của các tổ sư đó, thì tha thiết nếu có thể nha, quỳ lại quý vị để quý vị làm, thầy cũng sẵn làm, sẵn lòng làm. Quý vị hãy chọn Đức Phật, vì Đức Phật là người khai sáng ra đạo Phật, trí tuệ của Ngài không có giới hạn. Nhưng mà các bậc tổ sư đó thì có những giới hạn nhất định, mặc dù có nhiều tổ sư rất lỗi lạc, đóng góp trong giai đoạn của các ngài khó có người tương đương. Chứ không phải hễ là tổ sư là cái gì cũng trọn vẹn, cái gì cũng toàn hảo, cái gì cũng là siêu việt. Vì các ngài không thể bằng Đức Phật được. Trong các giai đoạn lịch sử, khi mà việc in kinh sách cực kỳ khó khăn, vì ngày xưa muốn in một quyển kinh đâu phải dễ, phải nhờ nghệ nhân. Mỗi một ngày đối với nghệ nhân lành nghề phải mất trung bình là 5-6 ngày mới khắc được một trang trên bản gỗ, rồi in giáp ra dò bản, sai đó thì phải đục cái chữ đó ra, ghép một miếng gỗ khắc vô rồi khắc lại cái chữ đó. Và cái công nghệ in ngày xưa đó thì được bao nhiêu bộ đó? Không được bao nhiêu. Cho nên vai trò của tổ sư là số 1. Tổ sư thích bài kinh nào thì chọn lọc bài kinh đó, ấn tống bài kinh đó, giảng dạy bài kinh đó và tu tập cho bài kinh đó thôi, chứ không thể có nhiều kinh như chúng ta ngày nay được. Thì đó là cái nguyên nhân khách quan để dẫn đến những cái giới hạn lịch sử mà chúng ta cần phải cảm thông.
Và nếu chúng ta sanh ra và lớn lên trong cái bối cảnh giai đoạn đó, chúng ta cũng không khác. Với cái cộng nghiệp đó, cái vòng xoay đó, chúng ta cũng nó nằm ở trong cái sự lẳng quẳng đó thôi. Cho nên khi tu học Phật đó, thì mình phải dựa vào lời Phật. 6 ba la mật hay là 10 ba la mật thì nó có mô típ giống nhau ở chỗ là bố thí đi đầu và trí tuệ là yếu tố cuối cùng. Hai cái này góp lại đó thì gọi là phước huệ song tu. Thì đó là chủ trương của các tổ sư Việt Nam rất là sâu. Phước á, thì tạo ra các hệ giá trị cho đời qua các hoạt động bản sinh. Tuệ đó là cách để giải quyết các phấn nạn khổ đau cho mình và cho người. Thế là người tu học Phật phải hoàn thiện hai yếu tố đó. Chứ các tổ đâu có dạy là chỉ có trí tuệ không đâu. Trí tuệ thì dẫn đến giác ngộ giải thoát. Nhưng mà phước thì tạo ra hệ giá trị. Giác ngộ giải thoát mà không có giá trị gì cho đời thì cái đó chỉ có lợi cho chính mình thôi. Trong giới luật của Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni, Đức Phật cho phép thức ăn mà tăng đoàn tiếp nhận được từ bá tánh, lúc đó thì không ai nhận tiền, thì có thể chia bớt một phần cho cha mẹ già và cho những người bất hạnh. Thế đó cũng là cái cách làm phước của người xuất gia thời Đức Phật. Và cách làm phước tốt hơn đó là lãnh đạo tinh thần khích lệ các Phật tử dấn thân để làm phúc với sự hướng dẫn của mình. Thì phần này mình đâu có tốn tiền. Đây là cách mà thầy và tăng đoàn chủ giác ngộ đang làm. Thì mình làm thầy tu không có làm kinh tế thì lấy đâu có tiền. Nhưng mà phải khích lệ để trở thành cái nhịp nối. Theo đó đó, nhiều người có tấm lòng, có lý tưởng sống tương tự đó hội tụ lại. Theo đó đó, quần chúng được lợi lạc, Phật giáo nó có cơ được phụng sự, chân lý Phật được lan tỏa, nỗi khổ niềm đau đó được khép lại. Trước khi dứt lời đó, thì thầy rất mong chúng ta nó sẽ phân bổ cơ hội đồng điều cho các chùa chi nhánh đó, được cơ hội tổ chức các sự kiện liên hệ đến cuộc đời Đức Phật. Ví dụ như mùng 8 tháng 2 đó, Đức Phật Thích Ca xuất gia, chúng ta có thể tổ chức tại chùa Giác Ngộ, xã Lân Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sự kiện Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn mình tổ chức ở chùa Quảng Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Hoặc là một sự kiện nào đó chúng ta tổ chức ở chùa Tử Sơn, Hà Tĩnh. Thì khóa xuất gia diêu duyên đó, trước đây tổ chức tại chùa Giác Ngộ, bây giờ mình sẽ tổ chức ở chùa Quan Âm. Thì khóa tu Quan Âm vào ngày 18-19 âm lịch, tức là chủ nhật và thứ hai sắp tới nè, còn 3 ngày nữa, thứ bảy chủ nhật còn 3 ngày nữa. Thì mới thông báo có 3 ngày thôi là đã có hơn 350 người đăng ký rồi. Vì do vì chùa đang xây cho nên cái sức chứa tối đa là 400 người. Chứ thực ra đó, nếu mà mình là sắp xếp chỗ ngủ như chùa Giác Ngộ thì có thể lên được 600. Nhưng mà thầy chưa muốn dồn nén như thế. Cái phòng á, thì nếu mình để giường á là được 6 người. Còn nếu bỏ giường á mà nằm ở dưới đất á thì có thể được 8 người. Nếu làm giường đôi đó là được 12 người. Trong đó có 3 buồng vệ sinh, có cái sân phê nữa, nó rất là thoải mái. Có quạt máy mà gió dưới đó thổi lồng lộng, không cần mở quạt máy cũng mát. Khóa xuất gia gieo duyên đó thì thông báo không biết bữa nay là được bao nhiêu người đăng ký rồi. Chưa kiểm tra.
Thì khóa này diễn ra 7 ngày, bắt đầu vào ngày 29 tháng 4, kết thúc vào ngày 5 Tây tháng 5 dương lịch. Thì quý vị nào có ý định muốn xuất gia, như là giới trẻ, thì nên trải nghiệm 7 ngày tu. Nếu quý vị xác định được đây là lý tưởng sống của mình thì quý vị xuất gia không còn lo lắng hoài nghi nữa. Còn các Phật tử còn lại đó, thầy khuyên ít nhất trong một đời người Phật tử của mình cũng nên có một lần làm người xuất gia 7 ngày. Điều này nó quá khó. Ở Thái Lan đó, phải xuất gia ngắn ngạn ít nhất là 3 tháng. Có người xuất gia đến mấy năm, nhất là những người nam. Và thầy khích lệ các Phật tử lớn với vai trò làm cha mẹ và ông bà đó, nên khuyên và dẫn dắt con cháu của mình, nhất là tuổi từ 12 trở lên đó, có thể tham gia khóa xuất gia như lần này và những lần sau, để các cháu sống có đạo đức, có lý tưởng, có tinh thần kỷ luật, có ý thức tự giác cao. Và điều đó nó có lợi cho gia đình về sau này. Và tham gia ở tổ chức nào, cơ quan nào, các cháu đều có cơ hội đóng góp. Cho nên khóa xuất gia gieo duyên lần thứ nhất tại chùa Đông Hải đó cũng có sức chứa 400 người thôi. Mấy năm qua thì chùa Giác Ngộ chúng ta tổ chức trung bình được 185 người với điều kiện rất là chặt hẹp. Còn ở Quan Đông Hải rất là rộng rãi đó, thẳng cánh cò bay. Còn nếu mà tổ chức theo mô hình của làng Mai đó thì đại đa số là ngủ ngoài trời trên các bãi cỏ, có những cái dù cho cá nhân, dù cho hai người, dù cho gia đình. Làng Mai ở Pháp thầy đã đến rồi. Làng Mai ở Mỹ thì thầy cũng đã có mặt ở New York, California, Tennessee. Và ở Thái Lan cũng vậy. Thì khi mà mật độ cây đó được dày với các nhánh lá tạo ra bóng mát đó, thì thầy cũng muốn tổ chức nửa ở trong phòng ngủ và một số đó thì ở ngoài trời. Còn chùa Giác Ngộ ở Bà Rịa Vũng Tàu đó, hy vọng trong 2 tuần nữa thì chúng ta có được giấy phép xây cái nhà 1.200 m², bằng cái cấu trúc thép. Và thời gian xây trung bình là mất 1 tháng. Và khi xây xong là thầy sẽ tổ chức liền cái khóa tu ở tại đây. Và sẽ theo phương án á, một số là ngủ trong nhà, đại đa số còn lại sẽ ngủ ngoài trời. Nó như một hình thức cấm trại. Và ở Bà Rịa Vũng Tàu thì mình sẽ tổ chức á, là tối thứ sáu là mình đến. Tức là mình xuất phát đi từ chùa Giác Ngộ khoảng 6 giờ chiều thì 8 giờ tối mình có mặt ở chùa rồi. Nếu vì nhận phòng nghỉ ngơi thì bắt đầu nguyên một ngày thứ bảy, nguyên ngày chủ nhật, chúng ta sẽ có 2 ngày tu trọn vẹn. Rồi ăn cơm chiều chủ nhật, tức là khoảng 6 giờ chiều chúng ta xuất phát về lại thành phố Hồ Chí Minh. Rất là gọn. Và thầy tin rằng là nếu tổ chức 2 ngày như vậy đó thì số lượng người tham dự vài trăm người trong những cái khóa đầu không khó. Cho nên quý vị hãy cùng cầu nguyện làm sao cho giấy phép xây dựng của chùa được sớm thành tựu để chúng ta có được những khóa tu đầu tiên tại đây. Bây giờ phút này đó thì chúng ta hãy cùng nhau chắp tay hướng về 10 phương Phật, nguyện cầu năng lượng niết bàn á được lan tỏa để hồi hướng công đức cho chiến tranh đang xảy ra khốc liệt và bước qua gần tuần lễ thứ tư, sớm được khép lại để không còn ai
dầu là bên Ukraine hay là bên Liên bang Nga phải bị bỏ mạng, dừng lại tất cả những sự tàn phá, tổn thất, phân hóa, để cuộc sống của con người đó tại Ukraine nói riêng, trên toàn cầu nói chung đó, được hạnh phúc và bình an. Mời tất cả cùng niệm Đức Phật Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Âm Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A-la-hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.